hát sao? Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Đèn ông sao với đèn cá chép. Rồi đi luôn, bảo thủ gì trơn á. Mẹ kêu là tặng chú con. Trời ơi, mẹ đâu để chú cảm ơn đó. Đâu? Trời ơi, chào bà chủ. Năm trước hả? Năm trước chứ, năm trước anh ghé anh đi lẹ quá rồi, đông ngang chưa tặng cho anh. Trời ơi, cảm ơn chế nha. Không, đi với Tiết Cương là biểu trinh. Cái gì gọi là gì? Ước, ước là có hả? Muốn mà cầu được ước thấy. Vừa ước mơ có cái lồng đèn là có ngay cái lồng đèn gà liền. Xin chào quý vị khán giả đến kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương cùng với nữ ca sĩ Viễn Trinh đang đứng ở. Đố em biết đây là đâu? Ở đây là chợ Lồng Đèn. Chính xác. Phố Lồng Đèn Lương Nhữ Học. Phố Lồng Đèn này đã có từ rất lâu đời của người Hoa. Đây là trung tâm ở này, quý vị thấy địa chỉ đó. Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5 nha quý vị. Và Trung Thu sắp đến rồi. Hôm nay thì Tiết Cương cùng ca sĩ Viễn Trinh sẽ dạo phố Lồng Đèn để có thể review nhẹ cho quý vị coi. Ủa em ở Sài Gòn nay bao nhiêu năm rồi? 9 năm mà có giờ em ra đây chưa? Chưa bao giờ thì hôm nay anh sẽ cho em được ra đây đi phố Lồng Đèn. Và bây giờ em phải hát tặng quý vị khán giả một ca khúc nào về Trung Thu để tặng quý vị khán giả chứ? Em chỉ thuộc một đoạn thôi. Bài nha. Gì? Cái gì? Rước đèn ông sao hát vậy? Sao? Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Đèn ông sao với đèn cá chép. Rồi đi luôn, bảo thủ gì trơn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên này. Ủa thơ bận cày cấy hả? Đó, đây bắt đầu từ đây là đã có những cái lồng đèn quá đẹp luôn. Này lồng đèn cá chép hả? Mời quá, anh chào chế. Đó, hồi đó nhỏ em chơi lồng đèn gì Vĩnh Trinh? Đã đi. Ở quê em chỉ làm lồng đèn giấy để giấy chơi. Giấy thôi, bây giờ có những cái lồng đèn bằng nhựa nè, bằng pin để do nói chung cũng cái đèn giấy cũng hay mà lồng đèn nhựa của cái hai lồng đèn giấy thì mình sẽ giống như là nó sẽ làm cho mình nhớ lại ký ức, phải không? Mình còn những cái lồng đèn bằng nhựa thì bằng pin thì nó an toàn. Dạ. cho cháy nổ ha. Hồi xưa là chị lấy giấy vỡ anh cắt ra làm lồng đèn. Ở quê em hả? Dạ, tại trời ơi, không có tiền hồi đó. Thì biết rồi nhưng mà không có được mua lồng đèn luôn. Cái đó là ở góc của Viễn Trinh, là ở ngoài Trung Phú Yên thì họ làm bằng giấy vỡ, còn như miền Tây anh thì có thể dốt tre với mua còn những cái giấy màu á, giấy màu vậy nè, có bán và mình có thể tự làm được em rồi. Có thể tự làm được. Đèn này đèn con gì vậy? Con bướm. Bướm bướm dễ thương ha. Chúng ta sẽ vào bên mua trong. Mua cái gì chơi được không? Hả? Mua cái thì gì chút xíu chơi? Đi vô cổng vô trong chợ đi rồi anh sẽ mình review hết. Ồ, chào chế. Đó. Đây. Năm vừa rồi bị dịch. Đúng rồi, năm kia. Đây là chế à. Đố chế năm trước Tiết Cương đi với ai? À, quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu rồi, nhưng mà có đi phải không? Có. Đó, cái những lồng đèn này cao cao lồng đèn đỏ. Bây giờ chúng ta chào chế nha. Đó. Rất là nhiều loại lồng đèn ha. Này lồng đèn con gì đây Viễn Trinh? Con ngựa. Con ngựa hả? Ồ, đây đèn ông sao nè, cái này ở đó từ em đi học có làm này không? Có. Cái này là giống như là mấy cái lớp mà thi với nhau á. Đúng rồi. Nhớ không? Nhớ. Đó, mấy lớp thi với nhau á. À, con đèn gà nè. Này con gì? Thỏ. Mấy cái này lạ quá em. Này lồng đèn, này lồng đèn bằng pin. Dạ. Nói chung là bây giờ thì đi dạo một vòng đi rồi đã hồi cái này con gì? Cá chép. Cá, không phải cái đó mà cá chép, cái đó là cá phướng. Nhưng mà em thích là thích lồng đèn gì? Em thích lồng đèn truyền thống. Thì truyền thống đó, giống như cá ăn bướm vậy đó. Cái kia. Ông sao á. Ông sao ha. Có rất nhiều những du khách tới đây để tham quan, chụp hình, để nhớ về tuổi thơ đây. Đây là một Tiết Cương thấy là cái gian hàng đúng là truyền thống rồi ha Viễn Trinh. Đúng là truyền thống luôn. Đèn ông sao. Em thích con nào? Con bướm. Bướm. Này con gì vậy? Này cái miệng. Lăng hả? Năm nay năm gì Viễn Trinh? Gà. Ủa năm gì vậy? Trời ơi. Năm gì vậy? Không nhớ hả? Dần phải không? Cái này con gì? Con rồng. Trời ơi con rồng mà bả hô con gà. Chào phò. Cái gian hàng của phò hả? Cái phò bán đây mấy năm rồi? Mười mấy năm rồi hả? Mấy chục năm rồi. Con gà nữa nè, con gà nè.
Nhưng mà cái này có bán lồng đèn này, có bán đèn cày không phải? Có chứ. Có luôn hả? Dạ mẹ kêu là tặng chú con. Trời ơi, mẹ đâu để chú cảm ơn đó. Đâu? Trời ơi, chào bà chủ. Trời ơi, thấy không? Đi với anh đâu có mua đâu rồi. Có chế tặng rồi nè. Dạ, năm năm trước hả? Năm trước anh ghé anh đi lẹ quá, râm ngang chưa tặng cho anh. Trời ơi, cảm ơn chế nha. Biết ai không? Biết. Trời ơi, anh lấy này hả, lấy rồng đi. Thôi, lấy rồng. Thôi thích gà, để lắm. Nè, rồng vậy chụp hình tám kỷ niệm đi. Chụp đi bé. Vô luôn ca sĩ Viễn Chinh nè, là ca sĩ Viễn Chinh năm ngoái đây với Nguyễn Khánh. Rồi chụp đi bé. Rồi, cảm ơn bà chủ nhiều nha. Rồi, Viễn Chinh có con gà luôn. Quá sướng. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi. Không, đi với Tiết Cương là Viễn Chinh. Cái gì gọi là gì? Ước, ước là có hả? Cầu muốn được ước thấy. Cầu được ước thấy. Thấy không? Vừa vừa ước mơ có cái lồng đèn là có ngay cái lồng đèn gà liền. Đây, xuống đây còn một số gian hàng nữa. Nếu mà em ôi chào bà chủ, nếu mà đi lồng đèn trung thu này thì trung thu thì sẽ gắn với những huyền thoại gì? Gọi gì chị hai? Trung thu chào em. Chị Hằng. Chị Hằng hả? Chị Hằng với gì nữa? Chú Cụi. Vậy đây là chị Hằng đi chú Cụi. Em biết sự tích chú Cụi cũng chăng không? Em biết. Kể anh nghe coi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ qua đây đứng là đây với những lồng đèn, giống như những lồng đèn treo ở trên trời, thì Viễn Chinh sẽ kể cho Tiết Cương và quý vị nghe sự tích chú Cụi. Rồi, bắt đầu. Em chỉ nhớ cái khúc chú Cụi ngồi trên cây đa xong rồi bay lên cung trăng hả? Rồi sao phải bay lên trển? Tại vì có sao? Người tè vô cái góc đó phải không? Trời ơi, gì kỳ vậy? Nhớ lộn chứ. Nó đúng rồi. Ủa vậy hả? Ủa, cái này cái lồng đèn có chiếc xuồng đẹp quá ha, chiếc tàu quá lớn. Em nói đúng rồi đó, cái sự tích đó anh xin tóm tắt cho em nghe lại vậy nè. Chú Cụi á, là ngày xưa đi dạo rừng rồi mới thấy một cái hang cọp, cái có mấy con cọp con á, cái chú Cụi sợ quá, cái chú mới cầm cái búa đập chết mấy con cọp. Dạ. Xong tự nhiên á, luôn có cọp mẹ về, cái chú Cụi sợ quá leo cây, thì tình cờ chú Cụi nhìn thấy á là cọp mẹ lấy một cái loại lá đó bón cho mấy đứa con cọp con ăn xong sống dậy. Hiểu ý anh nói không? Dạ. Sống dậy xong cái mấy con cọp bỏ đi, cái chú Cụi mới lấy cái lá đó đem cái, lấy cái cây đó đem về nhà. Thì dọc đường mới gặp ông lão, gặp ông lão mà nằm chết bên đường, và chú Cụi lấy cái lá đó cho ông lão ăn, ông lão sống. Yeah. Ông lão nói đây là cây thần kỳ, đem về nuôi, nhưng mà với điều kiện là nuôi phải tưới bằng nước sạch, đừng có tưới bằng cái nước bẩn thì cây nó sẽ bay về trời. Em nói đúng rồi đó. Đó, rồi sau đó rồi chú Cụi mới về cứu dân làng, thì một lần có gặp một con chú chó bị chết, rồi chú Cụi mới cứu chú chó, rồi chú chó làm người bạn luôn. Thì ở làng bên có một gia đình đó, thì có ông lão đó có một đứa con, thì đứa con gái rất là xinh đẹp, chẳng may bị bệnh chết, rồi chú Cụi tới cứu cô gái, và cuối cùng cô gái cảm động lấy chú Cụi làm vợ. Yeah. Đó, rồi sao nữa, kể tiếp đi. Rồi lấy về làm vợ. Rồi tiếp. Rồi xong rồi hình như người vợ không biết ta tưới cái nước dơ lên thì... Tự nhiên đi vừa vợ đi tưới nước dơ. Ủa gì, ai ta? Không cổ biết. Chứ ai. Nói chứ bây giờ Tiết Cương sẽ đi dạo một vòng và kể tiếp cho Viễn Chinh và quý diễn giả là sau khi mà... chú Cụi làm cứu được rất nhiều người trong làng, thì cái tiếng làng đồn xa và mọi người bắt đầu biết tới danh chú Cụi, thì có một toán cướp. Hiểu không? Tới thì họ chơi cắt cớ là chú Cụi đi vắng ở nhà, thì chú Cụi giết chết vợ chú Cụi. Nhưng mà họ lại đem ruột gan quăng đi mất. Thì chú Cụi về dùng lá thuốc cứu, nhưng mà đâu cứu được, mất hết ruột gan sao cứu. Thì chú Cụi lúc đó con chó mới hy sinh, lấy cái ruột của chó để gắn vô của vợ, và quả nhiên vợ sống dậy. Nhưng mà từ hồi khi mà bà vợ sống dậy á, thì tánh nết bà cũng thay đổi luôn. Tại bà lấy bộ đồ lòng của con chó vô thì gắn bộ lòng chó thì sao, bà đi tè sao, tè vô gốc cây. Đúng rồi, lúc đó chú Cụi đi làm về mới thấy gốc cây bay lên trời, chú Cụi tiếng cây á, nắm đu theo bay lên trời, cuối cùng cây bay mất tiêu, chú Cụi ở chảnh luôn. Từ đó về sau có sự tích gì? Chú Cụi hay cây đa. Để châu ăn lúa gì? Không nhớ luôn rồi, thôi nghỉ khỏe luôn. Như vậy, con bò hay là con gì như vậy là hôm nay là nhờ Tiết Cương mà Viễn Chinh biết được sự tích chú Cụi. Hồi đó em có học mà em quên hả? Em có, em chỉ nhớ cái khúc cuối rồi. Vậy hả? Nhưng mà nhớ được cái gì quan trọng nhất là được rồi, phải không? Dạ.
hôm nay thì anh mời em qua đây để xem phố đi bộ Lồng Đèn, em cảm thấy như thế nào Viễn Trinh? Chứ không phải là vô thấy trở về tuổi thơ á, lần đầu tiên được đi luôn á, chưa bao giờ ra đây luôn. Lần đầu tiên ra mà cảm thấy thích ha. Dạ. Tại vì tuổi thơ của Vĩnh Trinh quá cực khổ, quý vị phải cuốc đất trồng rau không, nuôi tầm làm ra. Ủa dưới quê nhỏ làm gì? Nhà em làm ruộng. Làm ruộng hả? Em có phụ không? Em không. Vậy chứ sao đó, tuổi thơ không có là sao? Ý là em chỉ đi không làm ruộng được, nhưng mà đi bắt cua bắt ốc thì vẫn làm được. Phụ việc nhà đúng không? Dạ, dạ. Hôm nay Vĩnh Trinh nhờ Tiết Cương mà ra đây có được một ký ức tuổi thơ rất là đẹp. Và hơn nữa là được tặng cái lồng đèn con gà nữa. Đồng đèn này tối về em sẽ đốt ở nhà hả? Đừng có đốt nhà nha. Đợi tới Trung Thu mới đốt. Ủa cái này mình để đèn ở vô đâu? Có nè. Cái này nè. Để bẻ ra như nè. Để cái nến vô hả? Đó, em cắm cái đèn cày, xỉa vô đây em đốt là nó đẹp lắm. Tắt đèn lên rất là đẹp và em sẽ chụp hình check in Facebook sống ảo. Sợ nó cháy luôn cái này. Không có cháy. Người ta đã thiết kế cái lồng đèn về và được cái mình cầm mình đi ngoài gió nó vẫn không tắt. Rất là hay. Đó, và Tiết Cương chắc phải cũng phải kiếm một cái để tối về chân em mua, em có con gà anh sẽ kiếm gì ta? Tiết Cương sẽ tới kiếm cái con gì năm nay. Chào. Đây, năm sau là con gì, con mèo. Mà thích con cá, con cá. Tôi sẽ qua đây. Kiếm con mèo anh. Sẽ qua đây. Rồi con dễ đậu. Có con mèo kìa. Có con mèo kìa. Rồi. Gà. Mèo hả? Mèo hả? Hello Kitty nè. Có con mèo bình thường. Có con heo nữa nè. Em thích heo không? Cũng được. Con heo nó cũng giống này mà. Thôi thấy đơn giản rồi nè. Vậy thôi. Bé ơi. Bà lão ơi. Cái gì vậy? Lấy cho con cái lồng đèn con heo rồi đi. Cái heo đó hả? Thôi lấy con mèo đi. Mèo đi. Sao năm mèo lấy cho con mèo đi. Như vậy là Tiết Cương sẽ mua cái lồng đèn con mèo này để về cạnh tranh với Viễn Trinh quý vị. Để lấy cho con cái lồng đèn con mèo. Cái này bao nhiêu tiền bà ơi? Con đó 70. 70k nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương và Viễn Trinh đến phố đi bộ Lương Nhữ Học quận 5. Có thời gian quý vị sẽ đến đây dẫn bạn bè tới đây check in để có một ký ức về tuổi thơ. Và Tiết Cương hôm nay đã có được cái lồng đèn con mèo, và Viễn Trinh thì có lồng đèn con gà. Con cảm ơn Phò rất là nhiều. Tiết Cương sẽ đốt lồng đèn Hello Kitty. Không, đốt nến cho lồng đèn chứ. Nhưng mà trước khi đốt mình tắt đèn với đèn cái gì ơi. Đốt nến lên. Chơi Trung Thu thôi. Đốt luôn cái cây tâm nhang này nè. Mình đốt vô cái quạt vô đây nó cháy. Uổng lắm. Đó, nó lên rồi. Vui quá. Bông trắng trắng nhà. Có cây đa to. Có thằng cụi già ôm một mối mơ. Cụi ơi ta nói cụi nghe đừng có tắt nha. Cung trăng mái làm chi. Tiết Cương xin chúc quý vị khán giả một đêm Trung Thu thật hạnh phúc, quây quần ấm cúng bên người thân và gia đình. Nhớ phá cổ nha quý vị. Tiết Cương xin chào tạm biệt quý vị. Tiết Cương đi rước đèn đây. Các em thích cười muốn lên cung trăng mới hỏi ông trời cho mượn cái thang.